Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 sẽ hướng dẫn các bạn rút 40 cái đồng cà tóc cần ô bata này. Hôm trước mình trên kênh mình có từng review đó các bạn. Thì đầu tiên các bạn vào chat Telegram đó các bạn. Các bạn điền Telegram username các bạn nè. Rồi username Tower, rồi cái username Facebook, rồi chụp lên một tấm ảnh rapper bên Telegram của các bạn các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ xem chụp một ảnh như vậy nè các bạn. Nè, các bạn gì các bạn chụp lên. Rồi. Rồi các bạn bấm gỡ nha các bạn. Các bạn chép thông tin, ghi gan thông tin các bạn làm nha các bạn. Các bạn vào chép rồi mà ghi lại, rồi các bạn bấm nút gỡ. Rồi ai gấp đã được ghi lại. Giờ mình hướng dẫn các bạn tham gia ai gấp vòng 3 nha các bạn. Rồi các bạn đầu tiên lít cho mình link mô tả, mình bấm nút ta chatbot nha các bạn. Này ai gấp vòng 3 vòng 1 là kết thúc nha các bạn. Cái ca đó nó hiện lên trời. Cái ca đó nó hiện lên. Kỳ trời. Rồi bấm nút ta các bạn. Bot này kỳ trời. Chứ nó mới gấp cha kỹ. Rồi vô nè các bạn. Rồi đầu tiên các bạn bấm vào nút nhiệm vụ thì cũng như trước. Tắt Telegram nè, Facebook, Twitter. Rồi đầu tiên các bạn vào Telegram lên các bạn. Nhiệm vụ thì cũng như kỹ như cũ thôi. Join hai kênh Telegram group nè. Rồi mình join rồi một nè. Trên kênh channel thứ hai nè. Hai nè. Rồi các bạn ghi lại cái username nè. Anh 0329931577 anh 0329931577 bấm nút gỡ các bạn. Rồi các bạn ở Facebook nữa các bạn. Rồi follow Facebook. Sell, follow and sell group. Profile name. Cái này mình chỉ ghi thông tin lên thôi các bạn. Rồi để mình vô mình lấy cái name Facebook mình các bạn. Qua Facebook mình lấy cái name Quỳnh Anh. Copy cái tên ra. Quỳnh Anh. Rồi các bạn mở Telegram nha các bạn. Blue file Facebook Blue file. Để mở cái chất cú của bạn. Sẽ xếp lên cho cá nhân. Rồi. Rồi các bạn profile các bạn dán đi các bạn. Để lấy cái ID dưới đây các bạn. Đây các bạn.
Trời ơi, năm nay rồi rồi các bạn bấm vào theo word. Theo word follow ghi lại username theo word follow chưa fun. Các bạn chỉ điền thông tin lên thôi nghe. Đây rồi. Rồi các bạn ghi username theo qua vô a cộng win vnnh9 nha các bạn. Rồi các bạn gỡ. Có một nhiệm vụ em vừa rồi các bạn bấm vào này kia. Ai lúc này kết thúc vào ngày 10 ngày 15 gì không biết ngày mấy, rồi bấm bấm vào qua qua Z nha bạn. Bắt địa chỉ với ngày xe 20 của mình vô nè. Còn sao chép nha bạn, ETH nè. Bạn nhắn vào các bạn. Rồi các bạn bấm vào Balancing các bạn. Để coi nhận được nhiêu tốc cần. Hi win Agrippa, Agrippa nhận 10 tốc cần người ta. Agrippa nhận 10 tốc cần ký ta. Mình đã làm nhiệm vụ đúng hết rồi. Rồi này đúng rồi khi ta Facebook mình cũng like luôn rồi khi ta hai phần năm vậy bây giờ mình kết thúc ngay các bạn nhận cái mười tốc càng người ta.